Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Suy niệm: khi nhắc đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhiều người sẽ nhớ câu nói của Ngài: đừng sợ. Ngài đã lặp lại lời của Chúa Giêsu để củng cố đức tin, nung nấu niềm hy vọng cho các Kitô hữu. Thế nhưng bản tính yếu nhược của chúng ta là vẫn cứ sợ. Chúa Giêsu đến giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ này. Ngài nói với chúng ta: đừng sợ. Sống theo lời Chúa thì đi ngược dòng đời. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Đừng sợ vì Thiên Chúa đấng có toàn quyền trên xác hồn của ta lại là Cha nhân hậu, yêu thương săn sóc quan phòng. Nhỏ bé không có giá trị gì như chim sẻ còn được Chúa chăm sóc, huống chi con người. Ngay cả bao nhiêu sợi tóc của con người cũng được Ngài đếm cả rồi. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra. Chúng ta có tin lời đó của Chúa Giêsu không? Một việc sai trái có thể che giấu trước mặt mọi người, nhưng có một người biết rõ ta, đó là Chúa. Chúa biết mọi sự, nhưng cách sửa lỗi của Chúa là dùng lời của Ngài mời gọi chúng ta đến với chân lý, yêu chuộng lẽ phải, thuộc về sự thật. Quan trọng là ta có dám liều mình đi theo Chúa, tin tưởng nói hết những nỗi sợ cho Chúa. Lạy Chúa, người ta đã tìm cách giết hại người rao giảng lời Chúa, nhưng lời ấy hôm nay vẫn đến được với chúng con. Quả thật, không có gì che giấu mà không bị lộ ra. Xin cho chúng con mạnh dạn sống theo lời Chúa dạy, để không còn sợ hãi. Amen.